ở đây chán kiểu khác, ở Bắc là bà nói chán nó nhỏ đi nè, cái nó nhỏ như ngón tay. À, ở ngoài Bắc nó chán cái nhỏ hơn. À đúng rồi. Ở ngoài Bắc là bà chán là cái bánh nó chỉ có gì là gì nè. À. Bây giờ bán thơ trục. Dạ. Ở đây là ở trong miền Nam cái gì cũng bự hết đó bà. Đúng rồi. Ở miền Nam được cái là chán nó thoải mái hơn là bị chán to. Con ăn rau thơm không? Ồ, ba viên nướng luôn hả bà? Ba viên đó con. Bà nướng điều ghê hả? Ồ, nhà bà siêu cầu thủ nướng chả con ơi. Bán mấy chục năm rồi, ngoài Bắc rồi. Ồ, bên đây mình có cái nước gì bà? Nước mắm hả? Đây là nước mắm dưa muốn này. Sao đây? Dạ rồi. 25.000 bà ha? Ờ, 25.000. Hi. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng sớm hôm nay nha. Hiện tại thì sáng sớm hôm nay Phu Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là 158 đường Bình Thành, khu phố 4, thuộc quận Bình Tân quý vị ơi. Thì sáng sớm hôm nay Phu Tha mới biết được ở nơi đây nè có quán bánh cuốn. Nhưng mà không phải bánh cuốn thông thường giống như những cái bánh cuốn khác mà Phu Tha đã từng chia sẻ đến với toàn thể quý vị nha. Ở đây là bánh cuốn ăn với thịt nướng quý vị ạ. Đó, nghe nó cũng là lạ quý vị ha. Nên Phu Tha muốn chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Ở phía sau lưng Phu Tha đây nè. Đây, thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phu Tha đi vào xem cô làm như thế nào, xem cô bán như thế nào nha quý vị. Xin mời quý vị. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Quán có tên là Bà Ngào nè, Gia Truyền Bánh Cuốn Nóng. Đó. Quán có không gian rộng rãi lắm. Cô đang cuốn ở trong đây nè. Đi vào xem cô cuốn nè. Dạ con chào cô. À. Cô ơi, có cho con gửi cái micro này nói cho nghe cho nó rõ chút xíu được không cô? Dạ. Yeah. Bánh dưa Bắc. Dạ. Bánh này là bánh Bắc cho nên nhà bà vào đây bà cũng bán bánh Bắc thôi. À, không bán miền... kiểu Nam. Dạ, bánh miền Bắc. À, bánh miền Bắc con nha. Dạ. Bà vào đây bà cũng bán kiểu miền Bắc cho miền Bắc người ta ăn. Dạ. Như vậy là mình bán được lâu chưa hả bà? Dạ, bán được 2 năm rồi con ạ. Dạ, 2 năm rồi. Bà vào thường đây... là cái thời gian mình mở cửa là vào thời gian nào bà hả? À, mở cửa giờ dậy thì lúc 3 giờ đấy con. Bán từ lúc 3 giờ? Dậy 3 giờ nhưng mà khoảng 5 giờ là có hàng bán rồi. Dạ, 5 giờ. Vì sở sang nữa. Là bán cả ngày luôn hả bà? Không, bán tận 9-10 giờ thôi. Dạ, yeah, 9-10 giờ. Ừ, không bán cả ngày con ạ. Không có sức bán cả ngày. Dạ. Yeah. Ở đây bà đồ cái bự quá hả? Hả? Cái bự nó cắt cho người ta ăn. Dạ. Yeah. Bán chủ yếu là dân ăn rồi, chứ còn bán bình dân mà con. Dạ. Yeah. Bấm qua không có cái... Ở trên đây khu người Bắc nhiều hả bà? Ờ, người Bắc nhiều lắm mà người Nam người ta ăn cũng hợp. Dạ. Yeah. Người Nam người ta đến người ăn cái nước mắm, nó pha kiểu Bắc người ta cũng hợp. Dạ. Yeah. Ăn ngon lắm, con thử đĩa đi. Dạ, tí có gì con ăn, con quay bà làm chút xíu. Bên đây là thau bột của bà nè. Thau bột đó. Mình bán hai ông bà ha bà? Có hai ông bà thôi, nhưng mà con cái đông là nó phải ra nó phụ với con. Dạ. Đông là nó ra nó phụ với. Bột này bột gạo bà ha? Bột gạo, gạo mà cũng gạo, gạo đi cũng là gạo Bắc đó con. Dạ, gạo ngoài Bắc. Cũng gạo Bắc gửi vào đó. Cho nên là cái bánh nó ngon. Cái bánh ở đây nó dày nó cái dạ con thấy nó... bà đổ to dày to dày đâu có có người người ta ăn mỏng là mình đổ mỏng mà con dạ. Người nếu mà ai thích mỏng là đổ mỏng đúng rồi. Chứ tính ra đổ dày nó cũng hao lắm chứ hao cũng không cần dạ. Cứ miễn khách ăn ngon là được hao buộc cái này không cần chỉ khách ăn ngon là được thôi mà dạ. Mình đổ sẵn để trong đây cho à, để không đi tiết nó khách đông lắm dạ. Chứ kịp được, không có người ta chờ không kịp. Dạ. Học sinh đi học nữa. Cái này cái nhân nó bắn ra nó hơi lượm thuộm tí quá. Đây này. Cái nhân nó bắn ra mà. Một cái như vậy là một cái vá này đầy bột luôn mà. Cái giá bột à. Nhiều ghê chứ. Thì
ở đây chủ yếu bán hàng mà bột đời chính cho con. Yeah. Cứ bán mà như cái kiểu nam người ta độn các thứ là nhà mình không bán tới được. Yeah. Nhà mình bán bánh là bán bánh. Cái bồn này nhà mình tự xây luôn hay mình xây, nhờ người ta xây? Nhà có máy xây con. Dạ, yeah, nhà mình máy mình xây luôn. Xây tại chùa luôn đó. Nhà có máy xây. Vậy là tí nữa hết là vào xây tiếp ha bà ha? Không, chiều mới xây con ạ. À, xây buổi chiều, buổi sáng đúng bán. Rồi, xây buổi chiều cho nó bột nó nở. Dạ. Yeah. Cho nó có cái độ dẻo cái bột. Chứ xây liền lại nó lại không ngon. Dạ. Yeah. Hành đây nhà bà cũng làm đấy nè. À, hành phi tự làm luôn. Hành phi tự làm đấy yeah. Con. Ngon lắm. Rồi. Ông đang bóc đó. À, ông đang bóc hành hả? Cho nên là hành cũng tự làm đấy. Tất tần tật là tự làm cho nên người ta ăn người ta đấy. Yên tâm. Ờ, à, đúng rồi. Bây giờ ra chợ rồi mua thấy nguy hiểm quá. Đúng rồi, sợ lắm con ạ. Pha tầm lum la hết. Đúng rồi, đây nhà bà là người thật việc thật đấy, con yên tâm. Đây là bán người thật việc thật đấy. Ở Bắc là bà bán ở Bắc. Nhưng à mà, ở ngoài đó bà có bán rồi. Bà ở ngoài Bắc là bà, cái nghề nó có bà ở ngoài Bắc, bà vào đây là đường ra còn điện trong đây là người ta hỏi là bà chắc bánh chưa. Nhưng khi bà vào Nam là người ta biết là người ta không ăn được bánh nhà bà. Dạ. Tức là con trai nó vào đây là... Bà phải theo. Con trai ở đây nó bố thôi mẹ vào đây bán hàng ở quê nhà. Ông bà bán ở quê nhà đó vậy bà. Đây nhà mình luôn hả bà? Nhà thuê con. À nhà thuê. Ừ nhà thuê là nhà con trai thôi. Tức là bà vào bà bán đây chứ hàng bà vào chứ còn bà là bán ở Bắc thôi con ạ. Dạ. Bán ở Bắc khách ở Bắc bây giờ đi là người ta không có bánh người ta ăn. Hôm qua có cái chú nó đến mua 6 hộp rồi chú nó cũng quay. Dạ. Tại ở trong Sài Gòn ít người bán bánh cuốn thịt nướng quá. À, có mỗi mình bà thôi. Dạ đúng rồi. Có một mình bà bán đó con ạ. À. Con ở ngoài Huế mà ngoài quê con là bán bánh cuốn thịt heo quay. Heo quay đúng rồi, heo dạ. Quay ăn nhưng mà cái thịt nướng này nó ăn nó hợp. À dạ. Nhưng mà là cái thịt nướng này là mình nướng từ nướng từ 5 giờ. Từ lúc mấy giờ? 5 giờ con. 5 giờ là bà đã nướng rồi. 5 giờ nướng rồi, nướng dạ. Cái kịp rồi chứ con. Đó 5 giờ nướng mà. Mai rồi là nướng một lần được thôi. Ừ, nướng lần thôi, bán hết khoảng mấy trăm cả đó thôi nghỉ thôi. Dạ. Chỉ có hai ông bà già mà bán ít thôi. Dạ. Đây bán bánh đây là người ta ăn là người ta biết. Bánh là, con nó biết không? Bánh là ra bánh, chứ không phải bánh là bánh người. Dạ. Bánh là phải bán đúng bánh. Ai ăn được thì ăn, không ăn được thì tùy. Cô đã ăn quen. Dạ. Thấy cái cuộc sống ở trong Sài Gòn với ở ngoài Hà Nội khác nhau nhiều không bà? Khác nhau nhiều chứ con. Nhiều hả bà? Hà Nội thì đồ ăn nó ngon hơn trong này con ạ. Trong này ăn toàn ăn cái kiểu phở phun các thứ không ngon ạ. Dạ. Với cả cái bánh cuốn không ngon. Ở Hà Nội ăn đồ ăn sáng nó ngon. Dạ. Kể cả dân Nam ở ra Hà Nội ăn nóng sướng. Dân Nam ở ra Hà Nội mà ăn được ăn cái bát phở nội, bún chả Hà Nội đi. Yeah. Ở trong miền Nam được cái là không khí là nó ấm áp hơn ở miền Bắc. Đúng rồi, vào đây là sướng, thấy thoải mái. Dạ. Bà vào đây là thấy thoải mái, khí hậu cũng tốt. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ ngoài đó mình còn có ai ở ngoài không bà? Dạ không ạ, vào đây hết. Là vào đây hết luôn rồi. À. Dạ. Còn có vài con gái lấy chồng ngoài đó thôi con ơi. Dạ. Còn vào đây hết rồi. Nhưng mà tính ra bà cũng chịu đi đó chứ. Chứ con thấy nhiều người lớn tuổi đôi lúc người ta không chịu thay đổi á. Bà đi là vì lý do là bây giờ mình nhá là con biết ông sống là vì con. Dạ. Cho nên là mình phải đi chứ con. Dạ. Mình có ở ngoài đó thì cũng không được cái gì cả. À, đôi lúc là ở ngoài đó quen mấy chục năm rồi á. Con ơi, ở ngoài lúc đó thì anh thoải mái hơn, tuổi già anh thoải mái hơn. Dạ. Nhưng mà con cái mỗi lần mà muốn về thăm mẹ nó, thăm bố mẹ nó thì nó lại vất vả. Dạ. Cho nên là mình già rồi thì mình cũng phải tạo điều kiện ra để cho vào với con. Dạ. Mà hơn nữa con nó cũng cứ mong cho mình vào. Dạ. Thì vào để ở với con trai, con dâu.
cho nó hợp với chúng già, sống được mấy con bán vài năm nó nghỉ, may không có được vài năm nữa thôi đó. Con trả nó mồ hết. Cái này nó không có truyền lại được cho ai rồi. Không có đứa nào truyền hết, đứa nào không có nghề nghiệp hết rồi. Dạ. Không có ai truyền các con ạ. Chỉ có ai bán được thì bán, không bán được thì nghỉ rồi đó. Dạ. Cái bà mấy bữa nghỉ mất mấy tháng đó. Nhưng dạ, mà bữa nghỉ, dịch mà. Dịch với lại nghỉ người ta cũng cứ mua bách bán mang về nha, nha. Thôi. Dạ. Lỡ rồi cái. Mình phải quậy buộc liên tục cho nó lắng lại hả? Phải ngón lại cho con, phải ngón cho nó đều. Dạ. Dạ, 25.000 ạ, bà xin. Cái bột ở đây nó khác, cái bột ở nhà bà nó khác. Yeah. Cái bột ở đây, con đi quay người ta thì cái bột ở đây nó dày, nó cứng. Yeah. Cái bột nhà bà là nó mềm, mềm mại bột. Tí cứ làm thử đĩa nóng. Dạ, tí có gì con ăn. Ừ, ăn thử đĩa cho nóng bột. Sáng đang lạnh, đứng đây ấm quá, đứng hoài luôn. Sáng nay 6 giờ rồi mà thấy trời tối ghê chứ. 6 giờ bà đã đem bánh cho họ rồi. 6 giờ kém bà đã đem bánh cho anh đi học rồi. Dạ. Cái cô nó mua quen cứ sáng là 5 hộp cô, con cô đi học. Yeah. Đi học 6 giờ là 6 rưỡi nó đi, nó dậy nó phải ăn ở nhà. Con chưa có dịp ra Hà Nội nữa. Ồ, con mà ra Hà Nội con ăn bánh cuốn Hà Nội cũng sướng. Dạ. Yeah. Cái nó nhỏ lắm. Cái nó nhỏ, con ở đây mà bán theo cái kiểu Hà Nội á, con biết không, là dân người ta không ăn đâu, là vì người ta dịch, người ta cũng không có tiền đấy. Dạ. Yeah. Cho nên là người ta cũng ăn bình thường. Nước mắm ở ngoài Hà Nội cũng khác, nước ở trong đây ha. Bà bỏ nồi cơm điện đó, bà cắm đi cho sôi cho họ ăn. Nước mắm này bà bỏ nồi cơm điện, bà cắm cho sôi họ ăn. Rất ngon. Nước mắm đây bà pha cũng tương tự như phần này. Nhà mình có cái cây ở đây mát quá bà hả? Cái này người ta gọi là cây gì bà nhỉ? Chịu đâu, bà không biết. Cái cây này nó mát nhưng mà cái quả nó rụng cũng sợ lắm. À. Cái quả nó rụng xuống nó thối. Yeah. Ở đây cái ông ấy, người Nam ông trồng ấy, chứ bà cũng chả biết được. Tính ra bà đổ một nồi nhưng mà tay bà lúc nào cũng luôn tay ha. Thường thì người ta đổ hai nồi. Chuyện ra đổ hai nồi là người ta... Chịu, bà cũng thấy họ chán hai nồi đó. Cái bên đây tay vừa đẩy lại là tay bên kia vừa rải nhân rồi quý vị. Đó, tay bên kia là rải nhân đó. Thì tay rải nhân thì phải đeo túi vào. Dạ. Yeah. Cái tay này đeo nó vướng. Đánh tay cái là quầy buộc. Quê con ở đâu đấy? Bà đoán coi con ở đâu ha bà? Đoán thử con coi. Quê con Thanh Hóa không? Dạ con ở Huế. Ở Huế hả? Dạ. Nói tiếng không nặng mới nha. Dạ, tại con sửa chút xíu á. Hơi lá Huế thôi. Tại con sửa con nói dòng Huế bà nghe không được. Bà có lúc nào ra Huế chơi chưa? Vào Huế chơi chưa? Dạ, bà Huế thì đi qua thôi, chưa được vào. À, đi ngang qua. Đi qua rồi nghỉ vào chùa Thiên Mụ. Cái chùa chi to nhất đấy. Chùa Thiên Mụ. Đúng rồi. Dạ. Được đi qua tí thôi, chứ cũng vào tí thôi, chúng không được đi tham quan kỹ càng. Dạ. Ở đây chán kiểu khác, ở Bắc là bà nói chán nó nhũa đi nè. Cái nó nhũa như ngón tay. À, ở ngoài Bắc là chán cái nhỏ hơn. À đúng rồi. Yeah. Ở ngoài Bắc là bà chán là cái bánh nó chỉ có gì là gì. À. Nhà bán thơ trục. Dạ. Ở đây là ở trong miền Nam cái gì cũng bự hết đó bà. Đúng rồi. Miền Nam được cái là chán nó thoải mái hơn là vì chán to. Hồi xưa con mới vào đây á, ổ bánh mì á bà, không biết là ngoài Bắc cái ổ bánh mì nó có bự giống như ở Sài Gòn không?
Còn ở ngoài con là ổ bánh mì nhỏ thôi à? Cái con vào đây con thấy ổ bánh mì con hết hồn luôn. Ở ngoài Bắc cũng bánh mì giống ở đây. Mấy hộp quên? Mấy hộp? Dạ một hộp để thịt nướng không thôi đừng để chả. À lấy thịt nướng không hả? Con ăn rau thơm không? Nhiêu tiền con? 25.000 con. Ồ, ba viên thịt nướng luôn hả bà? Ba viên đó con. Ba viên 15.000 Dạ. Đi mình qua đây mình xem thịt nướng. Con lấy cái túi bánh. Đây cái thịt nướng bà để trong đây nè. Nướng xong bỏ đấy cho nó nóng. Cái này thịt xong mình bầm ra ha bà. Thịt chờ xay con. Dạ, mình bầm xay ra. Xay. Cho con miếng chào. Bà nướng điều ghê ha. Ôi, nhà bà siêu cầu thủ nướng chả con ơi. Bán mấy chục năm rồi ngoài Bắc rồi. Ồ bên đây mình có cái nước gì bà, nước mắm hả? Đây là nước mắm dưa món này. Nước mắm dưa món. À cái cà rốt cái thu đủ đó con. Dạ, nó chua chua phải không bà? Hả? Nó chua chua phải không? Hơi chua. Chua lắm mà không ăn được, ăn cái đó mới ngon. Ở trong Nam thì họ ăn giá nhưng ngoài Bắc là ăn cái đồ đó. Dạ đúng rồi, ở trong đây ăn giá không? Nhưng mà giá con biết giá ở đây không? Giá trong đây là nó giá ngâm. Dạ. Giá nó không được đẹp như giá ở mình. Giá đây là ra số nó dùng thuốc. Dạ. Cho nên là bà bán bà sợ lắm. Thế làm cái đồ bán. Ý là khách đến là cắt không kịp không? Dạ. Khách đến cứ là 5 hộp, 3 hộp. Tại mua về. Chờ nhân này nó mèo với thịt bằm bà hả? Nhân thịt bằm với lại tay mèo. Dạ. Thịt chủ rất là nhiều. Mấy hộp quan? Bánh nó rất ngon không? Dạ. Như vậy là 25 hả bà? Ờ 25 đó con. Con rau không con? Con ăn rau không? Hai viên thịt nướng với một miếng chả. Một miếng chả. Rau. Rau là ai thích ăn thì bổ á? Dạ. Bây giờ bà làm cho con một dĩa luôn ha? Đúng rồi. Dạ. Xong rồi á. Dạ. Con ơi đưa lại con. Con gái hả bà? Con gái rốt của bà đó. Con gái Úc mà. Dạ. Quay một đĩa ăn đi con. Dạ. Con ăn thử coi có ngon không? Dạ. Cái thịt chả này, cái viên này giống như ăn ăn bún chả Hà Nội. Dạ đúng rồi, giống ăn bún chả Hà Nội. Thì đây bà cũng có ăn bún chả Hà Nội đó mà. Dạ. Cái này đĩa bánh của con này. Cái đĩa bánh của con này. Con ăn thử coi có ngon không? Sao đây? Dạ rồi. 25.000 bà ha? Ờ 25.000. Dạ. Đây vậy, cô ta gọi à. Cô ta gọi một dĩa bánh cuốn vậy. Nãy giờ trời lạnh quá, cô ta đứng trong cái nồi đồ bánh cuốn của bà ấm quá cái cô ta đứng hoài luôn à. Đây quý vị xem lại dĩa bánh cũng như là dĩa nước mắm. Ở đây làm nước mắm kiểu giống như là bún chả luôn quý vị ạ. Có dưa món, đu đủ với lại cà rốt đó quý vị. Mình cho một ít ớt vào đây quý vị hả? Cho nước vào xem thử cái nước mắm này như thế nào đấy quý vị. Nước mắm nó còn nóng ấm luôn quý vị ạ, tại vì cái nước mắm này là cô nấu luôn, nấu đang nấu luôn nha quý vị, còn nóng ấm luôn.
ngon. Trời ơi, mắm mà ấm ấm vậy mới ngon nè quý vị. Ăn cái thịt này xem sao nè quý vị. Ở trong đây cô có ướp gia vị rồi. À, hình như có hành quý vị ạ. Không vậy cũng ngon. Cái gì hơi nhọt nên nó đầy quá quý vị ạ. Sợ nó chan ra khỏi cái dĩa quá. Bánh bà đủ dày quý vị ạ. Dày. À, nhân thì có vẻ hơi ít chút xíu bởi vì mềm ghê quý vị ạ, mềm mà nó ngon á. Cái này bà có ướp nhưng mà không có mặn lắm quý vị, nên quý vị phải chan vào ăn với vừa. Một cái rau này ăn rất thơm. Không ngờ ở trong Sài Gòn á ăn bánh cuốn với giá, còn ở đây ăn với rau thơm á. Thôi, chắc có tạm dừng ở đây nha quý vị. Cho một vị 25 nghìn như vậy thì vị ấy cô ta thấy cũng được quý vị. Tại có hai cái thịt nướng, hai viên thịt nướng. Rồi bánh nhiều. À, nước mắm ăn ngon tuyệt vời, ngon được. Quý vị nào mà có ở gần đây thì có thể ghé với Nhân Từ nhá. Là quý vị. Cái này là tại vì cô mới từ Hà Nội vào nên nó vẫn còn giữ được cái của Hà Nội đó quý vị. Cái hương vị của Hà Nội á. Ngon. Đó, hẹn gặp lại quý vị.